Các bạn muốn ăn chay ngon nhớ đến nhà hàng chay Giác Ngộ. Bây giờ chúng em đi về. Ôi, bây giờ em sẽ qua cái shop nón của bạn em, của người Hàn Quốc. Shop nón Rimir của hãng Hàn Quốc nổi tiếng nhất dành cho các ngôi sao K-pop. Đợi một chút.